từ vựng một á, là tôi sử dụng những cái gì người ta in sẵn cho tôi. Tôi gọi là sử dụng. Brand là tên đa đúng không ạ? Clue. Clue là gì đó chị? Clue là một cái clue giống như là một cái bằng chứng, như là một cái gợi ý. Ví dụ như con chó mà để lại, thì mình muốn đi tìm cái cục xương thì mình còn mình đi theo con chó nó để lại những cái dấu chân, thì cái đó người ta gọi là cái clue, đúng không? Bằng chứng hay là gì đó ha. Như vậy thì tôi nhìn print clues, ví dụ như bây giờ ha, tôi sẽ cho một cái chữ này nè, là một cái chữ gì khó dễ sợ lắm kìa, khó ơi là khó luôn. Bây giờ tôi đọc tới đây rồi chữ này tôi không hiểu, chết cha rồi, này là gì? Khoan đã, tại vì thường á kế bên nó sẽ có hai cái dấu phẩy, đồng ý ha? Thì cái gì nằm giữa hai dấu phẩy này? À, cái giải thích của cái từ để nằm phía sau này. Như vậy thì cái nào sẽ khó hơn? Cái từ này chắc chắn là sẽ rất là khó, nhưng cái này sẽ như thế nào? Nó sẽ dễ lại. Có nghĩa là trong tiếng Anh nó có những cái từ mà gọi là chuyên ngành, rồi có những cái từ gọi là thông dụng. À, chuyên ngành thì sẽ dành cho những cái nào chuyên ngành thiệt nó mới hiểu. Còn thông dụng có nghĩa là người ta lấy cái chữ thông dụng để người ta giải thích cái chữ khó hơn. Như vậy thì bây giờ cái chữ này khó nè, đúng không? Thì mình nhìn thấy hai bên nó có hai dấu gì? Hai cái dấu gạch này, hai cái dấu gạch này, có nghĩa là người ta muốn làm gì đây? Người ta dùng những cái chữ thiên và dễ để người ta giải thích cho cái chữ khó. Cho nên khi mình thấy cái này kết bên hai dấu phẩy thì tiếp đi, đồng ý ha? Hoặc mấy chị có bao giờ thấy mấy cái chữ này không? Thí dụ mấy chị thấy chữ này không? Có tự thấy chữ này trong bài đọc bây giờ chưa? Cái này để làm gì? Để người ta cho thí dụ. Như vậy thì những cái thí dụ này sẽ làm cái gì cho cái chữ trước? Đúng rồi, mình không hiểu chữ này phải không? Mình nhìn ví dụ, đó, tự nhiên mình sẽ ra được cái chữ trước. Đó là những cái kỹ năng để mấy chị thấy từ mới đó. Mình không có phải mà ôi ôi đổ mồ hôi trốt chát gì đó hơn, có gì hết. Thứ hai, thứ ba là mấy chị có thể thấy người ta viết chữ này, có bao giờ thấy không? Cái chữ giống như này, IE, đó là tiếng Latin thôi, không phải gì hết. IE là để làm gì? IE là để giải thích cho cái đằng sau. Ở đây có học tiếng Pháp không? Ok, cái này gọi là y đề đó, tiếng Pháp gọi là y đề đó. Ok, tiếng Pháp gọi cái này là y đề, nhưng mà cái này là tiếng Latin. E là đó ha. Thì cái chữ này có nghĩa là, có nghĩa là đó. Cái chữ này có nghĩa là vậy. Cho nên khi mình thấy chữ này có nghĩa là ở phía sau đang là cái gì? Một cái giải thích cho cái phía trước. Đừng có dừng lại chỗ đó, đi tiếp đi mấy chị. Khi mấy chị thấy một cái từ mới á, mấy chị đừng dừng chỗ đó, mình đi tiếp đi, mình sẽ thấy nó một lần nữa hay là thấy có sự giải thích của nó phía sau nha. Cố gắng ha, đừng dừng lại đó. Khi mình không biết đó, mình đừng dừng lại, mình đi tiếp tục. Số 2, ngoài cái đó ra, tôi có thể sử dụng những cái gì mấy chị? Bữa mình học đó, tôi sử dụng word parts. Có nghĩa mình làm gì? Mình tách nó ra. Những cái phần ở trong từ đúng không? Ví dụ hồi nãy tôi có là ví dụ nó không biết là người hay vật hay gì gì đúng không? Ha, thì ví dụ như bây giờ tôi có obstetrician đúng không? Thì tôi thấy ở đây là obstetrician nè. Đúng không? Obstet là sản, mà tree là cái ngành, sản là cái người, như vậy là cái người học về cái ngành sản chẳng hạn. Thì chỗ này tôi sẽ obstetrician nè, đúng không? Tôi tắt nó ra. Thì khi mấy chị tra từ điển á, thì mỗi một cái này nè, không biết bữa giờ có tra từ điển hồi nhỏ lớn giờ học tiếng Anh có tra từ điển một bữa nào chưa? Ngày nào cũng tra. Trời ơi, rồi để ý á. Như vậy thì ở mỗi cái chữ này, bây giờ để ý nè, tôi nói xem anh chị sẽ để ý. Mấy chị thấy nè, mỗi một cái chỗ này nè, nó sẽ có một cái gạch. Không biết có để ý hay không? Bây giờ về để ý đi, tại không nói. Rồi, chỗ này nó sẽ có cái gạch, và chỗ này nó sẽ có một cái gạch. Như vậy mỗi một cái gạch, nó là một cái nghĩa đó mấy chị. Còn cái nào mà không có tách ra được thì nó không có gạch gì hết trơn trời á. Nó có những cái từ mà tự động hồi nhỏ lớn thì nó sinh ra nó lại như vậy. Thì nó không phải là tổng của ai với ai hết, đúng không? Thí dụ như bây giờ tôi có một cái chữ biên này tự động nhỏ lớn thì nó sinh như vậy thì không thể nào mà tách ra được. Nhưng mà
mà có những chữ mà tôi mượn từng cái phần của cái khác cộng lại thì nó mới có cái dấu đặt như thế này nha. Để ý ha, như vậy mỗi một cái phần này tôi gọi là một cái gì, một cái word part, là một cái phần của nó, đúng không? Ví dụ giờ tôi có chữ happy đi, happy là tự mình nó ra đúng không? Nhưng mà khi mà tôi chuyển chữ này ra thì chỗ này của tôi sẽ có một cái gạch, có nghĩa là chữ happiness là từ chữ happy cộng với ness, đồng ý chưa ha? Để tôi gọi cái đó là word part, đồng ý ha? Rồi như vậy muốn hiểu nghĩa của nó tôi làm gì? Tôi hiểu từng cái tách ra rồi tôi đoán nó, đồng ý ha? Rồi sau giờ tôi làm cái số 2 không được, bây giờ tôi làm cái số 3. Cái số 3 là tôi sử dụng cái gì? Use context clue, có nghĩa là tôi sử dụng ngữ cảnh, đúng không? Nãy giờ mình toàn sử dụng ngữ cảnh, mà nãy giờ tôi sử dụng tất cả mấy cái này cho mấy anh chị hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ tôi muốn viết ra để cho mấy anh chị có một cái nhìn chung. Ai có con về dạy lại giùm tôi cái nha. Ai có con cháu gì đó về dạy lại cho nó những cái này, tại vì tôi thấy rằng là hồi xưa giờ học tiếng Anh không ai dạy mấy cái này hết trơn á. Mà không dạy mấy cái này thì đâm ra mấy anh chị học cực lắm. Tiếng Anh trời ơi, mình phải đấu tranh với nó, thậm chí có những người ghét cái môn học này luôn. Đấu tranh kinh khủng mà thật sự nó có gì đâu. Còn bác sĩ mà còn ra trường được, trời đất ơi, cái đồ nghĩ này nghĩa lý. À không, mà bác sĩ là cái thứ khó nhất trên đời mà học được, học cái này nghĩa lý gì. Mà sao không được kìa. Có bao giờ mấy chị tự ngồi suy nghĩ lại sao vậy không? Nó mông lung nó không có đường đi. Nhìn cái bài anh biết gì? Bây giờ tôi mở này ra tôi thấy nó nói gì? Tôi thấy nó nói về cái lăng, về smoking, về gì? Risk. Có nghĩa là trong cái bài này chỉ nói về risk thôi, nguy cơ thôi, không có cái gì hay hết trơn trời á, đúng không? Rồi tôi đọc sơ cái bài có bao nhiêu cái risk, cái chữ gì trong đầu tôi hiện ra? Risk. Tôi thấy cái gì risk là tôi gạch, thì người ta sẽ cho được mấy ý chính rồi, đúng không? Rồi cuối cùng là tôi dùng context clue. Ví dụ giờ tôi nói với chị này nha, tôi chỉ với chị một cái câu, mấy chị sẽ thấy trời ơi sao dễ vậy, biết không? Ví dụ giờ tôi nói nè, unlike my brother who is active, I am dormant. Rồi chắc chắn là trong đây sẽ có một cái chữ mà chị không biết, đó là chữ gì? Đúng, chính xác. Tôi làm mà mục đích của tôi là vậy đó, reading nó là vậy, tức là nó sẽ có một cái chữ mình nhìn trời hãi hùng quá, nhưng mà thực sự mình nhìn xung quanh đây mình sẽ làm được. Vậy thì bây giờ đoán dùm tôi kêu mấy chị dịch nghĩa nó là gì nha. Tôi chỉ hỏi mấy chị nhìn vô đây, mấy chị thấy nó sẽ là trái nghĩa với chữ, trái nghĩa chữ active. Chính xác rồi, chấm hết. Tôi không active, tôi biết chữ active mà. Bây giờ trái với active có nghĩa là không active, kệ nó nghĩa là gì ai biết. Tại sao tôi biết là không active? Bởi vì anh lại là không giống. Cái này người ta gọi là context clue, dựa vào ngữ cảnh. Thì người ta hỏi đô mình là gì? Đô mình là không active. Còn mày muốn biết chính xác đô mình, tra cái điểm đi. Tao biết vậy thôi à. Không có giống như brother của tôi, một cái người rất là active, thì tôi đúng nè. Đúng không? Dormant có nghĩa là not active. Nhưng mà thực sự là khi này tôi mới chỉ mấy chị là dorm là gì, chị biết không? Dorm là ngủ á. Cho nên mình có cái ký túc xá đó, là dormitory đó. Ha, dorm là ngủ á. Và cái này là word part cho nên tôi mới ghi cho mấy chị nè. AMT nó là tính từ. Nhưng mà đó là mấy cái con gì, con rắn hay con gì nó dormant. Khi mà nó no rồi nó có thể dormant trong vòng 1 tháng hay 1 tuần hay 2 tháng gì đó, đại khái vậy. Thì cái chữ dormant, thì ở đây tôi chỉ nhìn, tôi nhìn mấy chữ mấy chị? Ở trong câu này tôi nhìn mấy chữ? 3 thôi. 1, 2, 3 là đã ra rồi, đúng không? Vậy thôi. Còn nó thực sự nghĩa tiếng Việt là gì thì kệ đó. Thì sao mới kiếm một cái chữ tiếng Việt tương đương để làm gì, trong khi tiếng Việt của mình quá dở. Tiếng Việt mình quá dở làm sao có một cái từ hay được, đúng không? Thì tôi nói với chị, tiếng Việt mình dở quá đi thì làm sao tôi có một cái từ văn chương để dịch nó ra được. Nó dịch chi, đúng không? Rồi cái cách thứ tư là cái cách dùng để mấy anh chị học ở nhà.
ngồi học ở nhà đó, thì bây giờ sau khi mấy anh chị đọc, trời tôi biết thế nào, cái bên mấy anh chị có cái từ điển nha, bấm điện thoại bạc, thấy chữ đó bấm nó bấm liền ngay lập tức, nãy giờ thấy nhiều lắm rồi đó. À như vậy thì ở đây tôi nói sao, một là tôi dùng cái này trước, tôi đọc một cái bài đọc, ráng về nhà làm nha, tôi đọc cái bài đọc tôi thấy chữ đó không hiểu, tôi nhìn dùng cái này trước là bước số 1. Khi tôi dùng bước số 1 không được, tôi mới dùng qua bước số 2 coi có được không. Bây giờ tôi dùng qua bước số 2 không được, tôi dùng qua bước số 3. Và khi tôi dùng qua bước số 3 không được rồi nữa thì tôi mới cần từ điển. Từ điển là bước số 4. Cho nên đừng có thằng vô cái dùng từ điển liền không được, là nó làm cho kỹ năng đọc của mình nó tệ đi, đúng không? Đó là cái cách số 4 của tôi, là sử dụng gì? Sử dụng một cái từ điển. Nhưng mà tôi nói với anh chị nghe, mấy anh chị xài từ điển rồi đôi khi vẫn không biết nó là gì luôn, đúng không? Có nhiều khi không, có nhiều khi dùng từ điển rồi chứ không biết trúng trọc nữa, chứ không phải từ điển là cách giải quyết cuối cùng đâu. Như vậy chuyện gì xảy ra khi dùng từ điển rồi vẫn không hiểu thì làm gì? Dẹp hoài mợ ơi, đọc tiếp đi. Đó là cách cuối cùng. Sao mà keep reading. Keep reading, đọc tiếp. Tôi sẽ không là use. Ở này tôi mấy chị không còn hiểu chỗ này đâu ha, tại vì tôi thích viết như vậy đó. Persistency tôi gọi là, ghi dưới đây cho mấy chị là keep reading. Bởi vì cái ý đó, cái chữ đó có thể sẽ được lặp lại trong khúc sau, nhưng mà cái khúc sau có thể là cái khu xung quanh của nó sẽ dễ hơn và mình sẽ hiểu hơn. Tại vì một chữ nó không làm ra nghĩa của bài đâu, một chữ nó chỉ là một phần thôi. Như vậy để đọc hiểu, học từ vựng, mấy chị nhớ giúp tôi từng bước một nha. Đó là lý do đi ngoài 4 năm nha, chứ đừng có lộn số của nó nha. Đầu tiên, khi mình thấy từ mới mình làm gì mấy chị? Đoán, đoán bằng cách nào? Một, đoán bằng cái người ta in sẵn á ha. Rồi, hai là nếu mà bây giờ người ta không có in hẳn gì hết trơn thì bắt đầu mình sẽ tách cái chữ đó ra, mình coi mình bẻ nó ra được không. Sau khi mình thấy cái chữ này bẻ cũng không được, bắt đầu mình dùng cách số 3 là nhìn những cái chữ xung quanh nó, mình đoán ha. Sau khi mình đoán không được rồi mình thử mượn từ điển coi. Còn nếu mình mượn từ điển không được rồi thì bây giờ mình cứ tiếp tục đọc, tại vì có thể cái chữ mới đó nó sẽ xuất hiện tiếp tục. Rồi, mấy chị được chưa? 10 giây nha, 10 giây kia quá. Không được. Xong, chấm hết. Được chưa? Đừng có nhớ cô giáo làm gì hết trơn á. Tôi
nhớ 7:15 7 là 7:15 15 chấm hết. Được chưa? Vậy là học tiếng Anh rồi đó, vậy là giỏi rồi đó. Đúng không? 8:30 8:30 8:30 lát nữa gặp lại nha. 12:30 ok, rồi xong. Vậy là cách dễ nhất. Vậy thôi chứ giờ mấy chị học gì nữa giờ? Đúng không? Nhưng mà bây giờ mấy chị không phải đi nói đâu, mấy chị còn nghe người ta nói mà. Nhưng mà rủi người ta thích kiểu khác sao? Cho nên mình phải học nhiều kiểu khác để làm gì? Để nghe chứ không phải để nói. Mấy chị muốn nói là nói cái gì mình hay nhất á, là mình nói, dễ nhất là mình nói, nhưng mà mình phải nghe. Vậy giờ mình chết cha rồi bây giờ làm sao đây? 7:15 thì mình hiểu làm sao? 7:15 có nghĩa là 15 phút đi qua 7 giờ đúng không? Thì giờ nói 15 phút đi qua 7 giờ, nói 15 phút sau 7 giờ rồi 15 after 7 dễ ẻ. Thấy không? 15 phút qua 7 giờ, 15 after 7. Rồi bây giờ đi qua tôi còn có thêm một cái chữ nữa là chữ pass, bỏ cô giáo vậy đó, pass đi qua đó. Thì vậy có nghĩa là 15 phút đi qua 7 giờ nói 15 past 7. Giờ là 3 cách rồi nha. Mà gặp cái thằng cha nội này, thằng chả lại không thích nói 15. Và tại vì một cái gì chia làm 4, mỗi một cái phần 4 đó tôi gọi là một cái quarter. What? Tất cả cái gì chia làm 4, mỗi một phần 4 là một quarter, chứ không phải 4 là 15 phút nha. Quarter là 1 phần 4 của bất cứ một cái gì. Như vậy 1 năm ấy, chị chia làm 4, thì mỗi 3 tháng tôi sẽ gọi là quarter, tức là một quý. Cho nên cái chữ quarter nó mang nghĩa là 1 phần trong 4. Chứ đừng có ghi a quarter 2.15 phút là mãi mãi không bao giờ dùng được chữ a quarter ở nghĩa khác. Được chưa? Mấy anh chị hiểu được cái sự dịch thấy gớm của mấy anh chị chưa? Tôi đang muốn khuyên mấy anh chị là đừng nên dịch lại vậy đó. Tại vì mấy anh chị dịch là a quarter 2.15 phút. Như vậy thì người ta nói có 4 quarter trong 1 năm. Trời ơi, hiểu gì hết trơn. Được chưa? Đừng có dịch nha. Như vậy mấy anh chị chỉ hiểu là a quarter là gì? Là 1 phần của 4. Như vậy ở đây tôi 1 phần của 4 là quarter. Như vậy thay vì cô nói 15 after 7, mình nói a quarter after 7 or a quarter past 7. Nắm rồi đó. Nắm tắt rồi đó. Mà dễ không? Tôi chỉ cần biết 15 phút. Như vậy thì bây giờ tôi 7:45 thì như cái cách tôi chọn, tôi nói 7:45 nói đi. Tôi nói 7:45 7:45 hết. 7 là 7, 45 là 45. Nhưng mà bây giờ là 7:45 có nghĩa là 15 phút nữa là đến 8 giờ. Đến, đừng có kém. Đến đúng chưa? 15 phút là đến 8 giờ, mà mình có đến là chữ gì? Là thu. Mà 15 phút nữa là đến mấy? Đến 8 rồi, mình ghi 15 phút nữa đến 8 giờ, mình nói a quarter to 8. To là đến mà, go to school đó. Mấy không? Giờ hỏi sớm. Trời ơi, cái giờ học từ nhỏ đến lớn tới bây giờ cũng không biết nói luôn. Dễ sợ chưa? Mình có cái gì đâu mà khó. Đúng không? Mình mới hiểu không? Pass là gì? Pass là đi ngang qua, có nghĩa là 5 giờ qua rồi, 15 phút qua rồi. To là tới, 15 phút nữa mới tới. Mấy ha? Như vậy thì vấn đề này rất là dễ. Nhưng mà mấy anh chị nè, cái ngành của mấy anh chị á là cái ngành không bao giờ xài múi giờ 12. Cái ngành của mấy anh chị luôn luôn xài múi giờ 24. Cái ngành của mấy anh chị không bao giờ xài múi giờ 12. Tại vì mấy chị xài múi giờ 12 nó sẽ lộn. Tôi biết 12 sáng thì tối. Có một số ngành đặc trưng là không bao giờ xài múi giờ 12. Đó là bác sĩ nè, thứ hai là máy bay nè, những cái gì mà có thời khóa biểu á, là sẽ không bao giờ xài múi giờ 12. Rồi lính tráng rồi đó, không bao giờ xài múi giờ 12, họ sẽ xài múi giờ 24. Lúc đó mấy anh chị không cần AM, PM gì hết, tại vì mấy anh chị sẽ xài múi giờ 24. Chừng xài múi giờ 12 thì mấy anh chị mới có AM, PM. Và cái chuyện đó mấy anh chị học chừng 20 giây, nãy giờ mình nói là mình đã giải quyết xong vấn đề rồi. Học chi mà từ lớp 6 cho đến lớp 12 mà không có nhớ luôn. Đúng không? Bất hợp lý. Cái thứ gọi là không hợp lý mà có thể chấp nhận nó hoài hoài như vậy đâu có được. Đúng không? Về nhà hỏi con mình nó đọc giờ được không đâu. Nó cứ giống mình vậy sao nó đọc được. Nó học mà nó không hiểu á, nó vậy. Về nhà mới dạy.
giải lợi ha, giải lợi kêu nó đọc giờ thử coi, nó không biết đọc cái giải lợi cho nó giống vậy nha. Nha, cảm ơn đừng, tại vì không không có cơ hội để mà chỉnh lại cho nó, cứ làm sao nó hiểu mấy chị ăn thua rồi mấy chị hiểu á, là mình sẽ nhớ dai lắm, còn không có hiểu nó không có nhớ được. Đúng không? Thuộc lòng sao nhớ được, thuộc lòng tới một lúc nó sẽ quên. Đó thì a quarter là 15 phút vậy thôi đó, a quarter thí dụ rồi, ăn bánh không? Tôi xách xách cho chị 4 cái bánh. Nó cho tôi miếng, cho tôi phần tư đi. Nó thích là quarter. Như vậy nếu phần nửa tôi